thông báo tuyển sinh. Lò đào tạo tiến sĩ siêu cấp tốc xin thông báo tuyển sinh đến tất cả các cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Hiện tại, lò của chúng tôi đang tuyển sinh chiêu mộ hiền tài, đào tạo tiến sĩ các ngành như sau: tiến sĩ luật nhân quả, tiến sĩ luật hành chính, tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ thanh nhạc, tiến sĩ võ thuật, tiến sĩ trộn hồ hay còn gọi là tiến sĩ cu ly, tiến sĩ in ấn hay gọi là tiến sĩ giấy, vân vân và vân vân. Nói chung là chúng tôi đào tạo tất cả các ngành nghề trong xã hội trừ nghề y dược vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng. Ngành này sơ xuất có chuyện gì xảy ra thì nguy hiểm lắm, khả năng bốc lịch rất là cao. Lò đào tạo tiến sĩ siêu tốc của chúng tôi có thời gian đào tạo nhanh chóng chưa tới 2 năm. Đặc biệt, nghiên cứu sinh có thể rút ngắn thời gian đào tạo tùy theo khả năng năng lực của túi tiền và sự siêu phàm của nghiên cứu sinh. Thành phần giáo sư hướng dẫn dày dặn kiến thức, đa thành phần, đa chủng tộc, đa hệ, nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng giúp đỡ nghiên cứu sinh tìm tài liệu, làm luận án trong thời gian ngắn nhất có thể. Hội đồng đánh giá nhiệt tình, vui tính, sẵn sàng tận tâm tăng bốc thí sinh lên tận mây xanh, cho dù luận văn hay hay dở, không quan trọng, quan trọng phong bì dày hay mỏng. Đội ngũ khách mời đa dạng, nhiều thành phần, đa nhân cách, độ nịnh hót không thua gì hội đồng. Đến với lò đào tạo của chúng tôi, nghiên cứu sinh không cần lo gì cả vì đầu vô đơn giản, đầu ra dễ dàng. Lò sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất, có lợi nhất cho nghiên cứu sinh. Nhưng nghiên cứu sinh cũng phải biết điều, phải đem lại một chút lợi ích gì đó cho lò chúng tôi, để chúng tôi vui vẻ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, với phương châm bạn được phong bằng, tôi được phong bì. Lò đào tạo tiến sĩ siêu cấp tốc xin trân trọng thông báo: các cử nhân, thạc sĩ có nhu cầu hãy nhanh tay mua và nộp hồ sơ, kẻo bỏ lỡ dịp may hiếm có này, vì mấy ngàn năm nay mới có một chương trình đào tạo như thế này. Xin trân trọng thông báo và thông báo.